Có lẽ sách là thứ ít xa lạ với học sinh nhất. Đôi khi cảm giác như sách cứ thế tồn tại và ta cứ thế bước đi. Sách ở đấy, đợi ta trên kệ, trong giỏ hay lăn lóc trên bàn. Có khi còn được làm bạn với dán, chuột. Ta cứ bước đi, cứ theo đuổi những điều kỳ thú tươi rói ngoài đời vẫy gọi. Và ta quên có sách đấy chờ ta. Mỗi trang sách là một trang đời, mỗi trang sách là một tâm tình bò ngò. Sách chờ ta, bao năm đời tháng chờ, cứ lặng yên như thế, cứ thản nhiên như thế. Ta thường cố tình xa lánh cái ta buộc phải gắn vào. Ví như thuở nhỏ, mẹ bảo ta ăn tôm cua cá nhiều cho xương chắc khỏe. Ta chắc sẽ có phản xạ nhìn vào thấy ớn. Ta sẽ lắc đầu quẩy quẩy, ta sẽ đạp đổ bát cơm. Ta sẽ giả vờ ăn trước mặt mẹ rồi lén nhổ vào bồn cầu, giật nước. Bao lo lắng của mẹ, ta nào có để tâm. Thế ấy, cuốn sách giáo khoa với người học trò nhiều khi cũng rơi vào cảnh hầm hiu như thế. Bị ghẻ lạnh chỉ bởi nó tồn tại hiển nhiên quá, quen thuộc quá. Ta buồn bực, ta có thể hét lên. Sách buồn trong lặng lẽ. May mắn thay, bỗng xuất hiện một tuần lễ, ta gọi là tuần lễ đọc. Tuần lễ đọc, bạn học trò không tham gia các câu lạc bộ. Bạn học trò ngồi lại với nhau, xem mình thích nhất cuốn sách nào trong những cuốn sách đã đi qua đời mình. Cầm sách lên, bỗng có cảm giác như cầm trên tay kỷ niệm. Cuốn sách này đến với mình từ bao giờ? Mình đã đọc nó ở đâu? Điều thú vị của cuốn sách là gì? Trao cuốn sách vào tay người bạn mới, mình sẽ nhắn gửi theo những gì? Mỗi lần lục tung kỷ niệm là mỗi lần nhận thức của ta về bản thân, về sách, về kỷ niệm, về bạn bè lại được mở rộng hơn. Tuần lễ đọc, bạn học trò chọn lấy một nhân vật mình yêu thích để hóa thân. Chỉ là mặc trang phục của nhân vật thôi, mà một ngày ấy bỗng phát hiện ra bao điều thú vị về nhân vật. Ta sẽ hiểu người hơn khi đặt mình vào vị trí của người, và bỗng yêu thêm nhân vật, thấy mình như hiểu đời hơn. Tuần lễ đọc, cả lớp cùng nhau chọn một bìa sách ưa thích để trang trí lên cửa lớp. Mấy ngày liền bận rộn với ý tưởng, đo đạc, phác họa, rồi thì cắt, vẽ, dán. Ai ai cũng đắm đuối với phần việc của mình, bỗng thấy cả lớp như là một, yêu thương và hòa thuận biết bao nhiêu. Sản phẩm hoàn thành, niềm tự hào lan tỏa trong ngực mỗi đứa. Chính là việc tuy lớn, cùng nhau làm rồi sẽ thành công. Tuần lễ đọc, ta mặc pyjama tung tăng tới lớp. Vài ánh mắt lạ lẫm nhìn ta. Ồ, có hề chi. Hạnh phúc là khi ta ở trường mà như thế đang ở nhà. Hạnh phúc là khi ta có thể thư thả chọn lấy một góc nào đó để trầm ngâm với cuốn sách ưa thích của mình. Hạnh phúc là khi ta cùng bạn bè, cùng thầy cô quây quần đọc sách. Ghế đá, hành lang, sân cỏ, cầu thang hay một góc hồ bơi, tất cả đều có thể là nơi ta in dấu kỷ niệm cùng những thân yêu dưới mái trường bên trang sách nhỏ. Hạnh phúc giản dị thế thôi, trong tình thân và hơi ấm gia đình. Tuần lễ đọc, giờ học văn ta cùng bạn bè, thầy cô thảo luận về cuốn sách mình thương. Những dòng cảm nhận của họ khiến ta không thể thốt ra đôi điều xúc động về sách, về bạn, về mình. Chỉ một tuần lễ thôi, chả thay đổi dòng chảy học tập, nhưng lại đủ để nhấn lên trong ta những bồi hồi sao xuyến, để thấy yêu thêm văn hóa học và yêu cả sách, người bạn đường giản dị luôn lặng thầm bên ta, để thấy yêu thêm mái trường, thầy cô, bè bạn, và yêu thêm chính bản thân mình. Nếu mà chúng ta muốn có một người mà nói cái gì đó thì đối diện lắng nghe thì chúng
chúng ta phải nói một cái điều gì đó thật là quan trọng. Và sách thì giống như là thức ăn để nuôi lớn cái trí thức chúng ta, và chúng ta khi nói ra nói điều gì thì mọi người cũng thấy là cái điều đó có thể nhận được ý nghĩa từ điều đó. Các bạn nhỏ có thể bây giờ chúng ta đọc những cuốn sách dễ thôi, chúng ta thích, nhưng mà sau này thì càng ngày chúng ta sẽ đọc những cuốn sách khó hơn và chúng ta sẽ có nhiều cái nguồn kiến thức từ đó hơn. Tuần lễ đọc giản dị thôi mà lớn lao biết mấy. Cảm ơn người đã làm ra sách. Cảm ơn Wellspring Sài Gòn đã cho ta hạnh phúc được trưởng thành ngay cả khi dừng lại, được yêu thương ngay cả khi chỉ đắm mình trong thế giới đọc.